Thời gian qua, lực lượng chức năng trên cả nước liên tục triệt phá các đường dây, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, sổ hồng, gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng báo động, chỉ cần gõ từ khóa sổ đỏ giả trên mạng xã hội, hàng trăm tài khoản công khai quảng cáo dịch vụ làm giấy tờ giả với lời hứa hẹn uy tín chất lượng, đẩy nhiều người dân vào cảnh lao đao vì tài sản bị chiếm đoạt và các giao dịch bất hợp pháp. Trên các trang Facebook, TikTok, chỉ cần tìm kiếm cụm từ sổ đỏ giả, ngay lập tức có hàng chục, hàng trăm tài khoản với tên tuổi, số điện thoại cụ thể chạy quảng cáo, ngang nhiên quảng bá về việc làm sổ đỏ, sổ hồng, giả y như thật, chuyên làm tất cả các loại giấy tờ, băng cấp, sổ hồng phôi chuẩn với giá vài triệu đồng. Các chủ tài khoản này còn công khai cam kết uy tín chất lượng, nhanh chóng, bảo mật và sổ đỏ, sổ hồng này có thể mang đi mua bán giao dịch, thậm chí cầm cố, vay ngân hàng thoải mái. Đơn cử, tài khoản tên Nguyễn Thị Bảo Hân với số điện thoại 0349 059 326 và số Zalo 0923 405 187 đăng một status chuyên làm tất cả giấy tờ giả và bằng cấp các loại, gồm sổ hồng, sổ đỏ, bằng lái xe, bằng đại học, cao đẳng và nhiều loại giấy tờ khác. Chủ tài khoản nhấn mạnh uy tín, nhận hàng nhanh tay, bảo mật thông tin. Tương tự, tài khoản Giang Hương có số Zalo 0923 405 187 hoặc gọi trực tiếp 034 905 9326 cũng đăng chuyên làm các giấy tờ các loại, trong đó hàng đặc biệt có sổ hồng, sổ tiết kiệm, thẻ ngành, hộ chiếu các nước, đăng kiểm với sự đảm bảo chắc nịch, hàng đẹp theo yêu cầu khách hàng. Hay tài khoản Lê Giang có số điện thoại và Zalo 0918 516 100 cũng quảng cáo chuyên làm tất cả các loại giấy tờ, bằng cấp, nhất là làm sổ hồng phôi chuẩn mà không cần tiền cọc trước. Theo tìm hiểu, giá cả làm các loại giấy tờ giả dao động từ 2 triệu cho đến 40 triệu, tùy theo chủng loại, chất lượng và tỉnh thành muốn in trong giấy. Có lẽ cũng vì chuyện đặt hàng và làm giấy tờ giả dễ dàng như thế này mà thời gian qua có nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tục xảy ra, xuất phát từ các loại giấy tờ được làm giả y như thật này. Đối tượng Lê Thanh Hưng, 33 tuổi, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An, chuyên thu mua phế liệu nhưng lại thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo tinh vi liên quan đến đất đai, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng. Với trình độ văn hóa 9 trên 12, Hưng nổ mình có khả năng làm các thủ tục liên quan đến đất như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tháng 7 năm 2022, Hưng bắt đầu lừa ông Hồ Ngọc L, trú xã Diễn Vạn, với lý do cần tiền để bôi trơn các thủ tục. Qua nhiều lần chuyển tiền với tổng số hơn 940 triệu đồng, ông L vẫn không nhận được sổ đỏ. Hưng thậm chí còn chỉnh sửa ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu ông L đưa thêm 200 triệu đồng để chuộc sổ đỏ, bị giữ lại do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất tỉnh Nghệ An bị bắt. Không chỉ ông L, ông Trần Văn B, trú xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, cũng sập bẫy Hưng. Sau khi nhận tiền từ ông B với lý do làm thủ tục đất đai, Hưng còn mua sổ đỏ giả, giá 5 triệu đồng để lừa bị hại. Tổng số tiền ông B bị lừa là 210 triệu đồng. Từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, Hưng đã lừa 7 người với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Hành vi của Hưng bị phát hiện và bị truy tố về 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Từ các vụ việc cho thấy các đối tượng xấu thường giả làm người mua đất, tiếp xúc với chủ đất để chụp hình sổ đỏ và giấy tờ tùy thân, sau đó làm giả sổ đỏ và thông qua nhiều đối tượng khác để thực hiện giao dịch rồi chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng xấu còn lợi dụng việc giao dịch, tách thửa, cầm cố sổ đỏ của người dân và cấu kết với nhân viên phòng công chứng để làm giả giấy tờ liên quan để bán cho người khác thu tiền bất chính. Ngoài ra, đối tượng xấu lợi dụng các quan hệ quen biết với nạn nhân để làm giả sổ đỏ, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt tiền hoa hồng. Và đối tượng xấu làm sổ đỏ giả rồi rao bán trên mạng xã hội, hòng chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, người dân khi thực hiện các giao dịch bất động sản nên thận trọng, mang sổ đỏ đến các cơ quan chức năng như Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng Đăng ký Đất đai để xác minh rõ ràng trước khi giao dịch. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ giấy tờ bị làm giả, cần nhanh chóng báo cáo với cơ quan công an, đồng thời thu thập các bằng chứng liên quan để giúp cơ quan chức năng kịp thời xử lý, tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.